Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, 8 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu trên 1,05 triệu tấn cà phê các loại, mang về kim ngạch trên 4 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, Việt Nam cũng đã nhập khẩu khoảng 97.858 tấn cà phê với kim ngạch gần 371,3 triệu đô la Mỹ, tăng trên 41% về lượng và 104% về kim ngạch. Trong đó, nhập khẩu cà phê nhân khoảng 83.334 tấn, kim ngạch khoảng 299,45 triệu đô la Mỹ. Lý do nhập khẩu là do giá cà phê Việt Nam tăng cao, nhiều nhà máy chế biến cà phê tại Việt Nam phải tìm nguồn cung giá rẻ hơn để sản xuất. Một số doanh nghiệp xuất khẩu thiếu hàng cũng phải nhập hàng để giao cho đối tác.